Thời gian vừa qua, nhiều vụ bê bối đời tư tình cảm của nhiều sao nam đỉnh lưu của làng giải trí Hoa ngữ đã bị phanh phui, khiến cư dân mạng có phần dần mất niềm tin. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn có rất nhiều nam nghệ sĩ có đời tư trong sạch, khiến cư dân mạng tự hào và ngưỡng mộ vì tình yêu và sự thủy chung của họ. Trong video này, hãy cùng Cbiz Phim điểm qua một số ông xã quốc dân được lòng fan nhất của showbiz xứ Trung nhé. Nhậm Gia Luân. Nhậm Gia Luân sinh năm 1989, anh xuất thân là vận động viên bóng bàn cùng khóa với Chu Du và Trương Kế Khoa. Tuy nhiên, sau nhiều năm theo đuổi đam mê bộ môn này, Nhậm Gia Luân buộc phải từ bỏ vì chấn thương. Thật không dễ dàng để anh xóa đi mơ ước của mình, nhưng bù lại nó đã mở ra cho Nhậm Gia Luân cơ hội mới, đó chính là bén duyên với nghệ thuật. Năm 2011, Nhậm Gia Luân trở thành thực tập sinh tại Hàn Quốc. Anh từng đảm nhiệm vị trí đội trưởng, dancer và rapper chính trong một nhóm nhạc chung, Hàn. Năm 2014, anh trở về quê hương. Sau đó, anh tham gia diễn xuất với bộ phim đầu tay Thông Thiên Địch Nhân Kiệt. Đến năm 2017, anh bắt đầu nổi tiếng trên màn ảnh Hoa ngữ với vai diễn Lý Thục trong phim Đại Đường Vinh Diệu, đóng chung với nữ diễn viên Cảnh Điềm. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển với những dự án đình đám, Nhậm Gia Luân bất ngờ công khai chuyện kết hôn và có con. Đây là quyết định táo bạo mà không phải nghệ sĩ nào cũng dám thực hiện. Thời điểm đó, anh vấp phải không ít sự phản đối từ công ty quản lý. Tuy nhiên, Nhậm Gia Luân vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Anh chia sẻ, tôi muốn sống thật với con người mình, không muốn giấu giếm bất cứ điều gì. Gia đình là tài sản quý giá nhất của tôi và tôi luôn trân trọng họ. Tuy nhiên, tài năng của Nhậm Gia Luân không vì chuyện anh kết hôn mà bị lu mờ. Dù chỉ nhận những bộ phim chiếu mạng có kinh phí thấp, nhưng nam diễn viên vẫn tạo nên cơn sốt bất ngờ trên màn ảnh Hoa ngữ. Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ phát sóng năm 2020 đã đưa tên tuổi Nhậm Gia Luân một lần nữa tỏa sáng. Giờ đây, khán giả hoàn toàn công nhận năng lực diễn xuất và ý chí bền bỉ, không bỏ cuộc của anh chàng. Thừa thắng xông lên, Nhậm Gia Luân tiếp tục ghi dấu ấn với các dự án nổi tiếng như Châu Sinh Như Cố đóng cùng Bạch Lộc, Ngự Giao Ký đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Thỉnh Quân đóng cùng với Lý Thấm, Liệt Diễm Vũ Canh Kỳ. Ở thời điểm hiện tại, Nhậm Gia Luân đã có địa vị tại giới giải trí Hoa ngữ. Dù những tác phẩm sau đó không tạo được tiếng vang lớn, nhưng nam diễn viên luôn được các nhà sản xuất tin dùng. Mới đây, bộ phim Lưu Thủy Điều Điều do anh hợp tác cùng sao trẻ Lý Lan Địch nhận nhiều lời khen từ phía khán giả. Lộc Hàm. Trong làng giải trí Hoa ngữ, nơi mà chuyện tình cảm của các ngôi sao thường ngắn ngủi và đầy biến động, câu chuyện của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng lại trở thành một quyển truyện ngôn tình ngoài đời thực. Khi công khai mối quan hệ vào năm 2017, Lộc Hàm đang là một trong những ngôi sao hàng đầu của Cbiz với lượng fan đông đảo. Quyết định công khai bạn gái khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao là một bước đi đầy rủi ro. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã chọn tình yêu. Ban đầu, không ít người hâm mộ đã bày tỏ sự thất vọng, không hài lòng với quyết định của Lộc Hàm. Họ lo sợ chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã chứng minh cho mọi người thấy rằng tình yêu của họ là chân thành và bền vững. Trong suốt 8 năm bên nhau, cặp đôi luôn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm, yêu thương. Đặc biệt, Lộc Hàm luôn là người đầu tiên gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bạn gái. Những hành động nhỏ bé này đã khiến trái tim của người hâm mộ dần tan chảy, chuyển từ sự hoài nghi sang ngưỡng mộ và chúc phúc. Châu Tuấn Vĩ. Châu Tuấn Vĩ bắt đầu tham gia diễn xuất năm 2020 với vai diễn Nhược Ngọc trong bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Sau đó, Châu Tuấn Vĩ tiếp tục tham gia các bộ phim khác như Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta, Bất Cần Nhặt Được Tình Yêu, Bây Giờ Mình Gặp Nhau Đi, Nguyệt Lý Thanh Sơn Đạm Như Họa, Sau Khi Gặp Được Cậu. Năm 2023, Châu Tuấn Vĩ bất ngờ được đông đảo khán giả yêu thích với vai diễn anh chàng Thế Tử Yên Lâm trong Ninh An Như Mộng. Trước khi ra mắt công chúng với vai trò diễn viên, Châu Tuấn Vĩ tốt nghiệp bằng kép chuyên ngành xã hội học và tâm lý học tại Đại học McGill, ngôi trường được mệnh danh là Harvard của Canada, và là nghiên cứu sinh tại Viện Tâm lý học thuộc cao đẳng Dallas. Ngoài việc thông thạo 3 thứ tiếng, Châu Tuấn Vĩ còn biết nấu ăn, là quán quân bóng rổ 2 năm liên tiếp. Châu Tuấn Vĩ còn học vẽ và đàn violon từ nhỏ, anh chàng còn lấy được chứng chỉ violon cấp 8, cấp cao nhất. Châu Tuấn Vĩ thật sự giống như một nam chính trong tiểu thuyết. Lập gia đình ở độ tuổi còn rất trẻ, nhưng Châu Tuấn Vĩ hoàn toàn tự tin với quyết định của mình. Theo Châu Tuấn Vĩ chia sẻ, anh có mối tình đầu của mình vào năm 18 tuổi, cô gái ấy hơn anh 3 tuổi, cũng là một học bá chính, hai gia đình có quen biết với nhau từ lâu đời. Đến năm 20 tuổi thì cả hai đính hôn, đến năm 22 tuổi, khi anh vừa đủ tuổi kết hôn theo quy định thì cả hai đã chính thức đăng ký kết hôn. Kể từ đó, trừ những lúc phải quay phim thì nhẫn cưới chưa bao giờ rời khỏi tay anh. Khi được hỏi về việc lấy vợ sớm, Châu Tuấn Vĩ đã chia sẻ rằng vì sao phải kết hôn sớm đến vậy? Chính là vì muốn giữ người con gái ấy luôn ở bên mình. Câu nói siêu ngôn tình của nam diễn viên đã khiến mọi người phải xao xuyến và nhận về được hàng chục nghìn bình luận ngưỡng mộ của cư dân mạng. Anh từng nói về vợ của mình rằng
em ấy vừa xuất hiện thì anh nhận ra những người khác cũng chỉ có vậy mà thôi. Khi có người hỏi, anh đẹp trai như vậy mà lại còn vào giới giải trí nữa, vợ anh không lo lắng sao? Anh ấy đáp rằng, nếu mà mọi người gặp vợ tôi thì sẽ không nghĩ như vậy nữa. Cộng đồng mạng cảm thán rằng, ai cũng biết sự tồn tại của cô ấy, nhưng không ai biết cô ấy trông như thế nào, anh ấy bảo vệ tình yêu của mình thật tốt. Trương Nhược Quân. Khởi đầu mối quan hệ của Đường Nghệ Hân và Trương Nhược Quân cũng giống như một bộ phim thần tượng. Theo chia sẻ lại, có một lần xe của Đường Nghệ Hân đã va phải xe của Trương Nhược Quân, hai người cũng giữ liên lạc và từ đó bắt đầu một mối tình lãng mạn. Trong một chương trình truyền hình, người ta nhìn thấy Trương Nhược Quân có đồ trang trí là hình đèn giao thông ở nhà. Nó giống như một hồi ức đẹp, một kỷ niệm không bao giờ quên về lần đầu Trương Nhược Quân gặp Đường Nghệ Hân. Tin đồn hẹn hò của cả hai bắt đầu từ năm 2011 nhưng cặp đôi vẫn giữ hoàn toàn im lặng, âm thầm ở bên nhau. Năm 2017, sau 6 năm bên nhau, cặp đôi chính thức công khai tình cảm. Từ sau khi công khai, Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân mới thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, khi cần thiết Trương Nhược Quân luôn đứng ra bảo vệ bạn gái. Năm 2019, sau gần 9 năm bên nhau, cả hai chính thức nên duyên vợ chồng. Trong bài đăng công khai về đám cưới, Trương Nhược Quân hạnh phúc viết, cùng nhau cười cả đời này nhé. Tháng 5 năm 2020, Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân đón chào con gái đầu lòng, kết tinh tình yêu đẹp của cả hai. Cuộc hôn nhân của cả hai kín tiếng nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào và tình cảm. Khi nói về chuyện tình của mình, tài tử họ Trương hạnh phúc chia sẻ, tôi không cần phải cố gắng thay đổi, chỉ cần bảo vệ, tin tưởng cô ấy. Tôi sẽ làm mặt đất chứ không làm bầu trời của Đường Nghệ Hân. Trong một chương trình truyền hình gần đây, Đường Nghệ Hân lần đầu bộc bạch. Thời điểm mới quen nhau, Trương Nhược Quân đã cầu hôn Đường Nghệ Hân nhưng người đẹp từ chối. Thời điểm đó Đường Nghệ Hân cảm thấy vẫn còn quá trẻ để nghĩ tới chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, khi ấy Đường Nghệ Hân cho biết, tôi lo lắng rằng anh ấy sẽ nghĩ tôi không yêu anh ấy nhiều nên mới từ chối. Sau đó, Đường Nghệ Hân đã nảy ra ý định đi xăm hình đôi, thể hiện quyết tâm muốn gắn bó bền lâu cùng Trương Nhược Quân. Vì Đường Nghệ Hân thích ăn anh đào nên Trương Nhược Quân đã tự tay trồng một cây anh đào trong vườn nhà mình. Tình yêu của Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân đẹp đến mức mỗi khi nhắc đến đều khiến công chúng cảm thấy ấm áp và chân thành. Triệu Hữu Đình. Cao Viên Viên và Triệu Hữu Đình bén duyên khi đóng phim Tìm Kiếm của đạo diễn Trần Khải Ca vào năm 2011. Dù chênh lệch tuổi tác, độ phản ứng hóa học của cặp đôi này trong phim khiến khán giả đứng ngồi không yên. Tuy nhiên trái ngược trên phim, khi cặp đôi chính thức xác nhận tin tức hẹn hò đã vấn phải nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng và gia đình hai bên. Thời điểm đó, Cao Viên Viên được mệnh danh là nữ thần trong lòng hàng triệu khán giả nam tại xứ tỷ dân. Việc cô kết hôn với Triệu Hữu Đình đã khiến không ít người hâm mộ bất ngờ và tiếc nuối. Bất chấp những nghi ngờ, cuộc sống sau kết hôn của cặp đôi càng viên mãn hơn. Kể từ năm 2015, Triệu Hữu Đình đã có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Vai diễn dạ hoa trong bộ phim truyền hình Đình Đám Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa đã đưa tên tuổi của anh lên một tầm cao mới. Thành công của bộ phim không chỉ mang lại cho Triệu Hữu Đình danh tiếng mà còn giúp anh khẳng định được tài năng diễn xuất của mình. Có thể nói, cuộc hôn nhân với Cao Viên Viên đã mang đến cho Triệu Hữu Đình nhiều may mắn và thành công. Trong suốt những năm bên nhau, mỗi lần xuất hiện, cả hai đều dành tặng cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, khiến không ít người ghen tị. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Đến tận bây giờ, cả hai vẫn là một trong những cặp đôi mẫu mực được khán giả yêu thích bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. La Tấn. Trước khi chính thức về chung nhà, Đường Yên và La Tấn đã đóng chung trong 5 bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh. Các dự án phim góp phần xe duyên cho cặp đôi này bao gồm Loạn Thế Giai Nhân, Nữ Đặc Công X, Người Tình Kim Cương, Cẩm Tú Vị Ương và Quy Khứ Lai. Trên màn ảnh, La Tấn và Đường Yên là cặp đôi cực tình cảm trong mọi khung hình. Ở ngoài đời La Tấn cũng nhất mực yêu thương vợ con. Ông xã của nữ diễn viên Đường Yên được bình chọn là một trong những ông chồng quốc dân chiều vợ bậc nhất showbiz. Chuyện tình của cặp đôi nhận nhiều phản hồi tích cực ngay từ khi công bố hẹn hò. Được biết, Đường Yên từng trải qua biến cố tình cảm nên cô gần như khép lòng, chỉ tập trung cho sự nghiệp. La Tấn là bạn thân luôn ở bên cạnh cô thời điểm nữ diễn viên khó khăn nhất. Cuối cùng, chuyện tình của cặp đôi đơm hoa kết trái bằng một đám cưới đẹp như mơ vào năm 2018. Cuối năm 2023, khi Đường Yên bị thương trên phim Trường Niệm Vô Song, La Tấn đã không ngần ngại bỏ công việc để đến chăm sóc vợ. Hành động này của anh đã khiến nhiều người cảm động và ngưỡng mộ. Lý Thừa Huyễn. Năm 2012, Thích Vi và Lee Seung Hyun, tên tiếng Trung là Lý Thừa Huyễn, gặp nhau khi cùng tham gia bộ phim truyền hình Một Tôi Khác Thế Giới Này. Chuyện tình của họ không thực sự được công chúng ủng hộ. Năm 2014, Thích Vi và Lee Seung Hyun thức thông báo trên Weibo rằng họ đang hẹn hò. Thậm chí trên trường quay, Thích Vi còn thản nhiên nói đã đưa Lee Seung Hyun về gặp bố mẹ. Chuyện tình cảm của CAP đôi nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán.
nhiều người tò mò về cuộc tình xuyên biên giới của hai người. 3 tháng sau khi thừa nhận tình cảm, Thích Vy và Lý Thừa Huyễn tổ chức đám cưới tại Mỹ. Sau đó không lâu, Thích Vy chính thức hạ sinh con gái đầu lòng và đặt tên ở nhà là Lucky. Cô bé càng lớn càng có gương mặt và tính cách giống hệt Thích Vy. Khác với nhiều gia đình khác khi chồng là người ra kiếm tiền vợ ở nhà nội trợ, thì Thích Vy mới là người ra ngoài kiếm tiền, còn Lý Thừa Huyễn khi đó lại ở nhà làm nội trợ và chăm sóc con gái. Nam ca sĩ K-Beat cho rằng tuổi nghề của phụ nữ ngắn hơn đàn ông nên mới để vợ ra ngoài theo đuổi đam mê. Nhiều người bất ngờ trước quyết định của đôi vợ chồng. Tuy nhiên, Lý Thừa Huyễn không hề mặc cảm với vấn đề này. Đến khi con gái Lucky được 7 tuổi và bắt đầu đi học, Lý Thừa Huyễn mới trở lại với sự nghiệp. Sự hy sinh của ông xã khiến Thích Vy cảm động và càng yêu chồng hơn. Hiện tại, vợ chồng Thích Vy và Lý Thừa Huyễn đang là cặp đôi hot nhất nhì showbiz. Đặc biệt, sau khi tái xuất trong chương trình Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai, Lý Thừa Huyễn bất ngờ trở thành sao nam rất được yêu thích. Kéo theo đó, hôn nhân của vợ chồng Lý Thừa Huyễn và Thích Vy được mọi người ngưỡng mộ. Hiện tại, cả hai đã đón thêm một em bé vào năm 2022 và có cuộc sống vô cùng viên mãn. Bạn có suy nghĩ như thế nào về những ông chồng quốc dân mà chúng mình đã nhắc ở trên? Để lại bình luận để chia sẻ ý kiến cùng chúng mình nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp mọi người trong video kế tiếp nhé! See you!